Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay vlog một ngày mình làm gì nữa. Đầu tiên thì mình chải đầu cái nha. Mình mới ngủ dậy và tập thể dục xong. Đầu nó hơi rối. Còn bây giờ thì mình sẽ đi quay video cho kênh bán dầu dừa của mình nha. Mình quay xong rồi nè các bạn, bây giờ đi về nha. Tại có một cái điện thoại cho nên mình không có quay cái cảnh, cái khúc, cái phân đoạn mình quay cho mọi người coi được. Thôi bây giờ đi về mình quay cảnh khác cho mọi người coi nha. Ở cái nấu anh cái. Bây giờ mình tính làm nước ép đu đủ. Có một miếng đu đủ nè, bây giờ mình sẽ cạo vô cái máy xay sinh tố này. Mỗi lần mà tách đu đủ kiểu này thì nó hao lắm, bị gì thử riết hết. Tách xong rồi thì mình dắt nước cam vô. Mình sẽ làm nước ép đu đủ cam, chứ đu đủ ăn không thì nó ngán lắm, phải chua chua nữa mới ngon. Cái muối cam còn nước bóp ra ăn luôn chứ bỏ phí uổng. Nhà mình thì hết sữa đặc rồi cho nên bỏ đường thôi nha. Cuối cùng là mình bỏ đá vô và đem đi xay thôi nào. Đã xay xong rồi nè các bạn ơi, bây giờ mình cho ra ly thôi nào. Wow, 10.000 một ly nha, quá ngon luôn, sinh tố đu đủ. Mời mọi người em nha. Má ơi, làm ăn chơi mà nó ngon lắm mọi người. Nó chua chua ngọt ngọt, có sữa nữa thì béo béo ngon hơn, nhưng mà nhà mình hôm nay hết sữa rồi. Còn này là củ lùn bữa mình đào nè, giờ đem đi rửa rồi đem nấu. Còn cái đống bên đây là bữa mình đào lâu rồi, bây giờ gộp vào nấu chung luôn. Củ lùn thì mình nấu như luộc khoai vậy, cứ bỏ vô chế nước rồi đậy nắp lại đem đi nấu thôi. Củ lùn vẫn chưa chín mọi người ơi, nó đang sôi hừng hực mà nó chưa có chín. Thôi mình đậy nắp lại rồi lên làm nước cam một chút xuống thăm chắc là nó chín. Giờ mình thăm củ lùn coi nó chín chưa nha. Thăm thì mình phải lấy cây đũa, mình chĩa vô một cái, nếu nó mềm thì nó chín nha mọi người. Ok, chín rồi đó mọi người ơi. Củ này thì ăn cũng được thôi chứ không có gì đặc biệt. Nói chung trời mưa hoặc là mấy lúc buồn miệng không có gì ăn thì ăn nó thôi, cũng ok la. Giờ mình ăn cơm nha mọi người. Mình ăn cơm với cá rê kho khô quẹt, nhưng mà mình ngồi chùm hổm. Đây, cá rê kho khô quẹt ăn với củ nèo ngon lắm nha. Mình cạo cạo này nè mọi người. Kho khô quẹt nên nó không có nước. Đó. Cái ớt kho khô quẹt ăn chung ngon nha. Đây, cọng củ nèo đây. Để mình giới thiệu với mọi người. Nhiều bạn không biết cọng củ nèo luôn á. Nè, củ nèo nè. Trời, chảy nước miếng thiệt. Nè, mời mọi người nha. Mặn quá. thêm dầm nữa. Nó mặn mặn cay cay, ăn heo cơm nha. Chọn luôn nè, vì giàu á. Cù nào đắng nha mọi người. Bác sĩ nói là ăn nhiều rau thì nó mới tốt được. À, cá trê kho cua bẹo. Không có nước nữa. Cái này mà trộn nồi là hết sảy nha. Sắc mọi người ơi. Sau khi ăn cơm xong rồi thì bây giờ mình sẽ tráng miệng với bưởi nha mọi người. Bưởi nè, mình cắt bưởi ra mình mời mọi người ăn nha. Để mình xíu. Wow, mình để dành hồi sáng giờ, đừng tới khúc này quay cho mọi người coi. Ăn hết đâu có đầu quay. Để bữa nào lấy cái vỏ bưởi làm chè bưởi cho mọi người coi thử ha. Nào gì chưa có làm, hồi nào giờ cũng muốn học lắm rồi. Mà kiểu như mình cũng làm biếng á, mình sẵn dịp quay cho mọi người coi thì mình sẽ làm luôn. Mà để bữa nào đi. Nè, mời các bạn nha. Ngọt, ngon á. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.